Nên thân cận thiện tri thức rất quan trọng. Không gì quan trọng hơn điều này. Từ xưa đến nay, người thật sự kế thừa, người thật sự thành tựu là người gì? Đại đa số là thị giả của Hòa Thượng. Vì sao vậy? Vì ngày nào cũng theo hầu, nên học được tất cả. Ngài A Nan là thị giả kế thừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp sư Cổ Đức là thị giả của Đại sư Liên Trì. Các bạn quan sát kỹ mà xem. Người kế thừa Đại sư Ngẫu Ích cũng là thị giả của Ngài. Sau khi Đại sư Ngẫu Ích giảng sanh, tất cả những trước tác của Đại sư Ngẫu Ích đều do vị này chỉnh lý, in ấn và phát hành ở đời. Ở Trung Quốc, thị giả của Lão Hòa Thượng Viên Anh là người đầu tiên trong số học sinh của Lão Hòa Thượng. Thầy là người chủ biên cuốn Viên Anh Pháp Sư Toàn Tập. Tất cả những điều trên đây nói đến thời gian dài thân cận thiện tri thức. Quan sát kỹ sự ứng dụng trên bục giảng của họ, sự ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Còn nữa, cách Lão Hòa Thượng tiếp đón khách, biết bao nhiêu người đặt vấn đề thỉnh giáo với Hòa Thượng, Ngài giải đáp thế nào? Ngài chỉ bảo thế nào? Bạn thân cận thì mới có thể học được thứ thiệt. Điều này không có cách nào dạy được. Nó không có tài liệu. Nguyên tắc nguyên lý chỉ có một cuốn sách này. Hai cách dạy hiện nay chúng tôi in thành một cuốn sách. Tài liệu của thầy Lý quả thật là tóm tắt rõ ràng. Thầy không nói vòng vo. Tôi đọc cuốn Thực Dụng Giảng Diễn Thuật của thầy, rất mỏng, in ở phía sau. Bởi vì khi đó mới học diễn giảng, tôi vào trong tiệm bán sách tìm rất nhiều loại. Những tài liệu này đều dạy người ta cách diễn giảng. Mỗi cuốn đều rất dày. Sau khi đọc hết, quay lại nhìn sách của thầy, đúng là bái phục đến mức ngũ thể đầu địa. Người ta viết một cuốn sách dài như thế, nhưng lại không đơn giản và đầy đủ bằng của thầy. Những điều người khác nói đến, sách của thầy cũng có. Có những điều trong sách của thầy có mà người ta thì không đề cập đến. Mới biết rằng cuốn sách đơn giản như thế mà lại đầy đủ, bạn không thể không bái phục. Học tập không dễ đâu. Nếu không thật sự hạ quyết tâm, bạn sẽ chẳng học được điều gì. Không khiêm hạ, không học được điều gì. Không cung kính cũng chẳng học được điều gì. Đó là thái độ cơ bản khi bạn học tập. Nguyện ở đây rất quan trọng. Nguyện là gì? Là quyết định đời này được giảng sanh. Phật A-di-đà hay như thế. Có đức hạnh, có học vấn, không thể không thân cận Ngài. Gặp được vị thầy giỏi như thế, bạn có thể buông lơi sao? Làm thế nào mới thật sự nắm chắc được giảng sanh đây?
Nếu bạn tham thấu bộ kinh Vô Lượng Thọ này thì bạn chính là đệ tử của Di Đà. Chắc chắn bạn sẽ đi theo Ngài. Trong bộ kinh này nói về điều gì? Nói về tâm của Phật. Tâm của Phật A-di-đà là gì? Là phổ độ chúng sanh. Không bỏ một chúng sanh nào. Nguyện của Phật A-di-đà là 48 nguyện. Hạnh của Phật A-di-đà, tu hành, tất cả đều nằm trong bộ kinh này. 48 phẩm. Phẩm nào cũng nói đến. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật. Tâm, nguyện, giải hành đều nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ hội tập bổn. Có cuốn này rồi thì không cần phải học những cuốn khác nữa. Chuyên nghiên cứu cuốn này. Học thành công cuốn này rồi, nếu có thời gian thì xem qua những cuốn kinh khác là đủ rồi. Bạn sẽ hiểu hết tất cả. Công lực nhất định phải dồn vào cuốn kinh này. Hạnh vị tùng nguyện khởi hành, nhất hướng chuyên niệm, vô hữu gián đoạn. Một phương pháp, một mục tiêu, chuyên niệm trong câu này. Chú trọng nhất là chữ chuyên. Trong hội Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta rằng đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Chữ chuyên ở đây chính là đô nhiếp lục căn. Nếu bạn không đồ nhiếp lục căn thì làm sao bạn chuyên được? Bạn không chuyên được rồi. Đồ nhiếp lục căn thì bạn mới chuyên được. Tịnh niệm, tịnh ở đây là không hoài nghi, không xen tạp. Tịnh niệm tương tục là không gián đoạn, vô hữu gián đoạn. Đem so với lời dạy của Đại Thế Chí Bồ Tát, chữ thì có khác, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Chúng ta cũng học theo như vậy, nhưng học thế nào cũng không giống được. Vấn đề ở chỗ nào? Chướng ngại rõ ràng nhất là chúng ta không thật sự tin. Trọng tâm, bạn mang sự hoài nghi. Bạn xem, muốn học cái này, muốn học cái nọ. Đó chẳng phải là có hoài nghi rồi sao? Thật sự không còn hoài nghi rồi thì một bộ kinh này nhất môn thâm nhập. Những cái khác để sang một bên. Như Đại sư Liên Trì nói, Tam Tạng 12 bộ kinh để cho người khác ngộ, 8 vạn 4000 hạnh để cho người khác làm. Đó mới gọi là chuyên. Thật sự buông bỏ, nhất tâm quy mạng kinh Vô Lượng Thọ, nhất tâm quy mạng Phật A Di Đà, như thế mới có thể thành tựu được. Cho nên có tâm hoài nghi, bạn tưởng cái này bạn nhớ cái kia, có hoài nghi xen tạp, không chuyên. Năm xưa tôi ở Mỹ, sống ở Đức Châu Đạt Lạp Tư. Có vị cư sĩ tên là Doãn Kiến Duy hỏi tôi một câu: Tịnh Không Pháp Sư, nếu Đại Tạng Kinh lớn như thế này, để Ngài chọn một bộ, thì Ngài chọn bộ nào? Tôi không hề suy nghĩ, bèn nói ngay: Tôi chọn bộ kinh Di Đà Yếu Giải.
Nhiều năm nay tôi sống không cố định một chỗ, bản thân không có đạo tràng. Tùy duyên người ta mời tôi giảng kinh gì thì tôi giảng kinh đó. Cho nên giảng rất nhiều. Giả dụ bản thân tôi có đạo tràng, tôi có thể tự làm chủ được. Tôi không đi ra bên ngoài. Tôi ở đạo tràng chỉ giảng một bộ kinh. Một bộ kinh giảng 100 lần, 1000 lần. Như thế chẳng phải thành Phật A-di-đà rồi sao? Hà tất phải giảng kinh này giảng kinh nọ? Không cần thiết như vậy. Chuyên giảng một bộ kinh người xưa có đây. Tôi không nhớ rõ tên. Hình như cuộc đời vị này giảng một bộ kinh Di Đà, giảng hơn 200 lần. Vị này không giảng kinh gì khác. Lúc tôi còn trẻ, Tinh Vân Đại Sư mở Đông Phương Phật Học Viện ở Phật Quang Sơn. Tôi từng góp ý với Ngài rằng để mỗi học sinh học một bộ kinh. Khi đó thầy ấy có hơn 100 học sinh. Lúc đó tôi góp ý phân bổ, mỗi tổ học một bộ kinh, một tổ 3 người. 3 người học một bộ kinh. Lúc đó tính ra có khoảng hơn 20 bộ kinh. Nếu dạy như thế mà thành công, thì Phật Quang Sơn có số lượng nhân tài giảng kinh rất lớn, 20-30 người. Thế thì hay lắm. Chuyên gia mà. Chuyên giảng kinh Di Đà chính là Phật A Di Đà. Chuyên giảng kinh Phổ Môn chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chuyên giảng kinh Địa Tạng là Địa Tạng Bồ Tát. Hoàng biện toàn thế giới. Một bộ kinh ít nhất cho họ dụng công thời gian khoảng 10 năm. 10 năm chuyên nghiên cứu một bộ. Họ sẽ được định, sẽ được tam muội. Định thì có thể khai trí huệ. Thật sự họ sẽ giảng rất sống động. Nếu tâm sen tạp loạn động, chuyện gì cũng muốn bàn đến, đọc qua. Mấy chục năm trôi qua, dù ít, thì thật đáng tiếc. Đời người rất ngắn. Quý giá nhất là thời gian, là sức lực. Thời gian và sức mạnh dùng ở một chỗ thì chẳng có chuyện gì không thành công. Một thông thì tất cả sẽ thông. Tôi ở Đài Trung học với thầy Lý 10 năm dài như thế. Nhưng học kinh không nhiều. Chỉ học có 6 bộ thôi. Bộ thứ nhất là kinh A Nan Vấn Phật Diệt Kiết Khung. Bộ thứ hai là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đó là một quyển, quyển cuối cùng trong Tứ Thập Hoa Nghiêm. Bộ thứ năm là Kinh Kim Cang. Bộ thứ sáu là Kinh Lăng Nghiêm. Học từng bộ một. Học được một bộ rồi, ít nhất phải giảng 10 lần. Giảng cho ai đây? Ở Đài Trung giảng cho Phật tử tại gia. Đến nhà họ giảng. Người đến nghe kinh có khoảng 5, 6 hoặc 7, 8 người. Giảng ở nhà này xong rồi thì đến nhà khác. Như vậy giảng 10 lần thì ấn tượng đó mới sâu đậm. Thật sự đạt được tự lợi. Còn lợi tha thì không dám nói. Tự lợi. Sau khi giảng xong thì thỉnh giáo với thỉnh chúng. Thỉnh chúng đều là bạn học, đều là học sinh của thầy Lý. Nhờ họ phê bình, chỉ dạy để sửa đổi. Kinh Lăng Nghiêm là chọn một bộ kinh lớn. Bộ kinh lớn này tôi giảng chưa đến 10 lần. Tôi nhớ hình như đã giảng 7 lần.
Đó gọi là gì? Là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Nếu bạn không sử dụng phương pháp cũ của người xưa thì không học được đâu. Cho nên điều cơ bản này, sau này bất luận bạn coi kinh luận của Đại Thừa hay Tiểu Thừa, bản thân cũng hiểu được phương pháp của thầy giáo. Trong việc giảng kinh, quan trọng nhất là khoa phán. Phân khoa phán giáo. Khoa phán có nghĩa là gì? Nghĩa là từ văn chữ giảng về chương pháp kết cấu. Từ nghĩa lý bên trong giảng về tư tưởng thể hệ. Bạn hiểu được rõ điều này thì bạn phát huy ra sẽ không sai lầm. Văn tự phương pháp kết cấu hiểu rõ, nghĩa lý tư tưởng thể hiện rõ ràng, thì còn vấn đề gì nữa? Kinh Vô Lượng Thọ chúng tôi đã làm một khoa hội. Khoa hội này phổ rộng rãi. Người học giảng kinh cần chú ý, phải xem nhiều. Đó chính là xem chương pháp kết cấu trên văn tự, xem tư tưởng thể hiện trên nội dung. Đây là nền tảng của kinh giáo, là điều cơ bản của kinh giáo. Cho nên học giảng kinh thì đầu tiên phải học làm khoa phán. Cổ nhân đã có khoa phán rồi, bạn thử làm xem, không cần phải xem của người xưa, tự mình làm. Sau khi làm rồi, mang khoa phán của người xưa ra so sánh, bạn sẽ biết được chỗ nào không được bằng người ta, ưu điểm của người khác ở chỗ nào. Bạn sẽ nhận ra, như thế bạn mới tiến bộ được. Tất cả những việc này đều là công việc dự định. Bạn phải làm xong hết rồi mới lên bục giảng biểu diễn. Cho nên khi lên bục giảng biểu diễn thì nhất định phải có thời gian dài quan sát học tập. Trên bục giảng mới giảng rõ ràng, nói năng thành thạo. Điều này các bạn học giảng kinh trong học viện, bất luận là tại gia hay xuất gia, không thể không hiểu rõ. Chúng ta coi tiếp đoạn sau. Dĩ thượng tam sự, hiệu di tư lương thứ khuyết, tiện mang tiền tấn. Tư lương là du lịch. Tư là bạn phải mang theo một ít lộ phí, mang theo một ít tiền. Ngày xưa đi du lịch không có khách sạn, cũng không có quán ăn, bắt buộc bạn phải mang theo ít lương khô. Vào thời kỳ chiến tranh, chúng tôi từng làm học sinh lưu vong, cũng từng dùng một cái bao dài đựng gạo và đeo bên mình. Đó gọi là tư lương. Như thế bạn mới có thể đi du lịch được. Đó là thời xưa. Bây giờ chỉ cần tư là đủ rồi, không cần lương nữa. Nơi đâu cũng có quán ăn, nơi đâu cũng có khách sạn, tiện lợi hơn ngày xưa nhiều. Ở đây là nói về ba việc: tín nguyện hạnh tam, khuyến nhất bất khả, như đẳng tam túc, khuyến nhất tiện nghiên, khuyết túc chi đẳng, thị danh tỳ khí. Đó chính là ba điều kiện. Thiếu đi một có nghĩa là đời này bạn không thể được giảng sanh. Bạn thật sự muốn cầu sanh tịnh độ thì bắt buộc bạn phải có đầy đủ ba điều kiện này. Như thế bạn sẽ thành khí gì của Tịnh Độ Tông? Là khí căn đã thuần thục, bạn có thể giảng sanh. Ba điều kiện này bạn có đầy đủ, hiện căn của bạn đã thuần thục rồi. Đức Phật Di Đà gặp một người như thế thì Ngài sẽ đặc biệt gia trì, đặc biệt hộ niệm. Vì sao vậy? Vì sẽ giúp cho bạn một đời được thành tựu. Nếu như trong ba điều kiện này thiếu một thì Phật A-di-đà sẽ không đến, Ngài sẽ chờ đợi. Vì sao vậy? Vì có đến cũng vô dụng. Ý nguyện cầu được giảng sanh của bạn không mạnh. Vọng tưởng của bạn
tâm tư của bạn vẫn còn rất tạp loạn, nên Ngài sẽ không đến. Sớ sao phục dân, hữu phục thế nhân, tuy hành chúng thiện, ư bỉ Phật độ, vô tính hạnh nguyện, diệt danh phi khí. Đại sư Liên Trì dạy, trên thế gian thật sự có một số người ở trong cửa Phật tu phước, trong rất nhiều thiện căn. Cũng lễ Phật, cũng niệm Phật, nhưng đối với danh lợi, thân tình của thế gian không buông bỏ được, cho nên họ không thể giảng sanh. Đây gọi là phi khí. Tuy hữu chư quá, ư bỉ Phật độ, hữu tính hạnh nguyện, diệt danh di khí. Câu này vô cùng quan trọng. Khi bạn còn chưa gặp được Phật Pháp, bạn đã tạo rất nhiều tội nghiệp mà mình không biết. Tuy tạo ngũ nghịch thập ác, nếu như có tín nguyện hành thì người này vẫn được giảng sanh. Như vậy là lý gì? Lý này ở trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói rất nhiều. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Chỉ cần chuyển đổi tâm niệm, thiện nghiệp sẽ tiêu. Người Trung Quốc chúng ta cũng có nói, lãng tử hồi đầu kim bất quái. Chúng ta đừng xem thường những người làm ác. Khi họ hồi đầu, họ sẽ thành người tốt trong số người tốt. Vậy họ quay đầu, đó chính là nền giáo dục của Thánh Hiền. Nếu họ có cơ hội tiếp xúc, họ hiểu rõ rồi, họ sẽ quay đầu. Cho nên điều này làm tăng trưởng niềm tin của chúng ta. Quá khứ làm sai, đừng sợ. Bắt đầu từ hôm nay, hôm nay học cái gì? Chính là học bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đủ rồi, đã quá nhiều rồi đấy. Tôi chưa nắm được nền tảng cơ bản trong Phật Pháp, không cần thiết. Cứ bắt đầu từ bộ kinh này là được rồi. Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, cho nên chúng tôi thành lập Tịnh Tông Học Hội. Khi đó tôi đang ở Mỹ, tôi đã viết ra một cuốn kinh tụng, gọi là Khóa Tụng Sáng Tối của Tịnh Tông. Chúng tôi thấy cuốn khóa tụng cổ xưa của chư vị tổ sư ngày trước viết. Trong cuốn khóa tụng sáng tối đó, kinh chú rất nhiều. Chúng tôi chuyên tu tịnh độ. Tôi đã tìm được những thứ đó. Viết cuốn nhật tụng này, y theo lý luận chính là chúng ta nên học theo tâm nguyện đức hạnh của Phật A-di-đà. Cho nên trong cuốn nhật tụng này, Công Phu Khuya, kinh văn mà chúng tôi chọn vào chính là 48 nguyện ở phẩm thứ 6, cùng Phật A-di-đà đồng tâm đồng nguyện. Công Phu Tối, kinh văn chúng tôi chọn là từ phẩm 32 đến phẩm 37. Trong đây gồm có trì giới, sám hối, tu hành. Trì giới là đức của Phật A-di-đà, sám hối là hạnh của Phật A-di-đà. Cho nên trong cuốn nhật tụng này có tâm nguyện đức hạnh của Phật A-di-đà. Chuyên tu tịnh tâm, một lòng chỉ cầu về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Cho nên những kinh chú khác chúng tôi đã tỉnh lược hết. Rất may cuốn nhật tuần này theo Tịnh Tông học hội cũng phổ cập hết. Bây giờ trong và ngoài nước dùng cuốn này để tu tập rất nhiều. Những năm gần đây chúng tôi thấy có người thật sự phát tâm, thật sự dùng công, rất tinh tấn, nhưng mà vẫn chưa thấy được kết quả tu học. Nguyên nhân gì đâu? Chúng ta quan sát kỹ xem. Nguyên nhân chủ yếu là chúng ta đã đánh mất đi nền giáo dục cơ bản. Nền tảng giáo dục mất thứ này, cho nên không thắng được cảnh giới. Ngày nay cảnh giới cám dỗ, bên trong có phiền não, bên ngoài có những thứ bất thiện cám dỗ chúng ta, không thắng được ngũ dục lục trần. Cho nên tâm của bạn không tỉnh được, không định được, tâm theo cảm chuyển, thế là tiêu rồi. Khởi tâm động niệm vẫn là lục đạo luân hồi, không dính dáng gì với tính nguyện hành, không nghĩ đến. Công phu sáng tối nhớ đến tính nguyện hành, xong thời khóa rồi thì quên mất, vẫn là tham sân si mạng nghi, thì làm sao có thể thành tựu được? Ở đây chư vị tổ sư cho chúng ta một viên định tâm hoàn. Quá khứ làm việc làm lỗi đừng sợ, hôm qua tạo cũng đừng sợ, hôm qua cũng qua rồi, từ nay về sau tôi không làm nữa. Nhất định tôi làm theo lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà. Tôi tu hành nghiêm chỉnh, người khác học hay không chẳng dính dáng đến tôi. Đối với mọi người cung kính như đối với Đức Phật, đó là bạn làm đúng. Hạnh phổ hiền bạn đã làm được rồi. Điều thứ nhất trong hạnh phổ hiền là xem tất cả chúng sanh đều như Phật, lễ kính chư Phật. Chúng ta cung kính tất cả chúng sanh giống như cung kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như cung kính Phật A Di Đà vậy. Đó là thật, không phải giả đâu nha. Đối với con người như vậy, đối với động vật nhỏ cũng như vậy, đối với hoa cỏ cây cối cũng như vậy, đối với sơn hà đại địa cũng như vậy. Bạn có phước đấy, bạn thật sự đã giác ngộ rồi. Chịu đựng thiệt thòi, chấp nhận sự sỉ nhục, chấp nhận sự tổn thương vô cớ, không sao hết, tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, thành tựu sự nhẫn nhục ba la mật cho chính mình. Việc tốt đây, không phải việc xấu đâu. Điều này thật sự phải có chút trí huệ. Chẳng những không có tâm oán hận mà còn sanh lòng biết ơn. Vì sao vậy? Vì họ đến thử mình, xem công phu nhẫn nhục của mình đến giai đoạn nào rồi. Trong lòng vẫn còn một chút oán hận, biết rằng công phu của mình chưa đủ, là miễn cưỡng chấp nhận thôi. Nếu thật sự công phu chín mùi thì không còn một chút miễn cưỡng nào nữa, chẳng hề có một chút tâm niệm chịu đựng mà đầy lòng biết ơn. Cảnh giới của bạn thật sự nâng cao rồi.
Mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày là tu tập, sửa đổi những hành vi sai lầm của mình, tương lai giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn không có công phu này, bạn đến thế giới Cực Lạc phẩm vị thấp. Còn có công phu này thì phẩm vị sẽ nâng cao lên. Bạn xem có hay không? Làm sao mà không biết ơn được? Nếu như có tâm oán hận, tiêu rồi, không về Tây Phương Cực Lạc được, mà đi về Tam Đồ, như thế là sai rồi. Cần giác ngộ, cần thông minh, không làm việc sai quấy. Cho nên đầy đủ tín nguyện hành, đầy đủ sáu ba la mật. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn học Tịnh Tông chỉ có năm khoa mục. Thứ nhất là tam phước, tịnh niệm tam phước. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Thầy giáo không có ở lớp. Giảng đường của tôi là phòng thu hình đây. Bất luận ở nơi đâu thì hình của thầy giáo và hình ngài hộ pháp tôi đều treo lên. Niệm niệm không quên ơn thầy. Ngày nay tôi học tập ở đây, thầy giáo đều nhìn thấy. Giữ tâm biết ơn. Từ tâm bất sát, đối với tất cả chúng sanh, nhất định không có tâm niệm sát hại. Đối với hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa, nhất định không phá hoại. Tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là tiêu chuẩn của đạo Phật. Mỗi một điều đều nên phản tỉnh. Công phu tối phản tỉnh, công phu khuya thức tỉnh. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật. Công phu tối phản tỉnh. Phần phản tỉnh trong phẩm 32 đến phẩm 37 chủ yếu là dùng thập thiện nghiệp. Lục đạo chúng sanh trong thế giới ta bà, thiện nam tử, thiện nữ nhân chuẩn mực là ở chỗ này. Đầy đủ thập thiện nghiệp thì bạn mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vừa mở cuốn kinh ra là thấy được mình quá phần, mình ở trong đây. Như thế mới có thể trở thành người đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, thọ trì tam quy, đầy đủ chúng giới, không phạm oai nghi. Đó là điều thứ hai. Từ đây nâng cao lên, nâng cao lên chính là đệ tử của Đức Phật, đều làm được rồi. Thì tiếp tục hướng thượng nâng cao là đệ tử Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả. Nhân quả ở đây chính là nhân hạnh Phật. Ở đây chúng ta dùng tín nguyện hạnh là nhân, giảng sanh tịnh độ là quả. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm là nhân. Đây là nhân thứ nhất. Thứ hai là tín nguyện hạnh là nhân. Tín nguyện hạnh quyết định giảng sanh. Thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa chính là đọc bộ kinh Vô Lượng Thọ. Những kinh khác không cần. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Câu cuối cùng là khuyến tấn hành giả. Phía trước 10 câu đều là bản thân, đều là thành tựu chính mình. Cuối cùng là mình thành tựu rồi thì giúp đỡ người khác. Giúp đỡ cách nào? Bản thân chúng ta thật sự tu tập chính là giúp đỡ người khác. Người khác nhìn thấy sẽ học tập theo bạn.
Người khác gặp bạn sẽ thỉnh giáo với bạn. Thật sự tu tập không thể giả tu. Cần nên lượng sức mà làm, không nên phân tâm, không nên làm quá nhiều. Làm nhiều không thành tựu được việc gì hết, thì là hại chính bản thân mình. Thế giới ngày nay rất nhiều vấn đề, việc cấp bách cần thiết chính là việc tôi thường đề cập đến nhiều năm nay. Cần đại học tôn giáo, cần đại học đa nguyên văn hóa, cần số lượng lớn nhân tài. Nên lợi dụng truyền thông để giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới. Tôn giáo cần đoàn kết, tôn giáo đoàn kết là phương pháp tốt nhất. Cần hỗ tương học tập kinh giáo, như thế sẽ thật sự đoàn kết, làm cho tất cả mọi người trên địa cầu này đều hiểu rõ được giáo nghĩa của tôn giáo. Họ thích học theo tôn giáo nào, chúng ta cũng đều tùy hỷ cổ vũ họ. Vì sao vậy? Vì tôn giáo là bình đẳng không cao thấp. Chúng tôi thường nói tôn giáo nào cũng là số một. Tôi ở Singapore đoàn kết tôn giáo, mỗi tôn giáo đều là số một, không có số hai. Tôi lấy ví dụ như cơ thể của con người. Đạo Cơ Đốc là con mắt, đạo Hồi giáo là lỗ tai, đạo Phật là cái mũi. Con mắt số một thì lỗ tai cũng là số một, cái mũi cũng là số một, thì cơ thể người này khỏe mạnh. Nếu như nói con mắt là số một, còn những bộ phận khác thì không được, thì chẳng phải bạn bị bệnh rồi sao? Cơ thể bạn có vấn đề rồi. Mỗi cái đều là số một, không có số hai. Không có cái gì là chẳng tốt. Bình đẳng tôn kính, nghiêm chỉnh học tập, thành tựu đức hạnh của mình, thành tựu trí huệ của mình, đó gọi là đại viên mãn. Nhưng mà bắt đầu hạ thủ công phu từ đâu đây? Từ kinh nghiệm của chúng tôi thì nhất định phải làm từ tự thân, bắt đầu làm từ đạo tràng nhỏ của mình. Nếu bản thân chúng ta không làm được thì chúng ta không thể làm gương cho đạo tràng nhỏ của mình. Bản thân làm được thì mới có thể làm gương cho đạo tràng. Đạo tràng nhỏ làm được rồi mới có thể làm gương cho khu vực lân cận. Mấy con đường ở đây từ từ tự nhiên nó phát triển rộng ra, chẳng cần phải cố ý. Nếu như cố ý làm thì bạn lại lạc vào tâm ý thức, lại có tâm phân biệt chấp trước. Nhất định hoàn toàn theo lẽ tự nhiên. Trong đạo Phật gọi pháp nhĩ như thị. Như thế là bạn đã làm rất tự tại, rất hoan hỷ, chẳng hề có chướng ngại. Đây là nguyên tắc đạo lý mà chư Phật Bồ Tát cùng tất cả các vị thánh hiền của tôn giáo dạy chúng ta. Nếu chúng ta không nghe lời các ngài mà dùng suy nghĩ của mình để lên kế hoạch làm thế nào, thế thì phiền phức đấy. Vì đều làm những việc của thế gian, sự nghiệp của thánh hiền chắc chắn do các vị thánh hiền làm. Đại trí huệ, đại phước báo. Chúng ta nhìn lại mình xem, phước báo trí huệ không đủ, chỉ có thể đốt lửa thôi. Mong rằng có thể mở được, hậu lai có người đến tiếp nối. Nhưng hay nhất là chánh phủ địa phương tiếp, quốc gia đến tiếp. Ngày nay có tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đến tiếp thì hay quá. Chúng ta phải làm gương mẫu. Nếu không gương mẫu họ sẽ không tin. Họ không có lòng tin chính là điểm nhỏ này. Một đạo tràng nhỏ làm gương mẫu. Chúng tôi vẫn còn duyên với Liên Hiệp Quốc, có thể mời họ đến tham quan. Thật sự làm xong rồi thì mời họ đến tham quan. Họ thấy rồi họ sanh tâm hoan hỷ, họ có niềm tin, thì những người này có phước báo lớn.
có nhân duyên lớn. Họ có thể đem sự nghiệp này phát triển rộng ra. Chúng ta ở đây niệm Phật A-di-đà, lạc quan kỳ thành, đó mới thật sự gọi là việc tốt. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Luận cơ: tắc hữu đương cơ, giữ bất đương cơ chi biệt. Tam căn chi trung, thùy tối đương cơ, cổ thuyết bất nhất. Kim đương minh cứu. Tam căn là thượng trung hạ. Rốt cuộc pháp môn Tịnh Độ này, căn tánh nào là tối đương cơ đây? Từ xưa đến nay, các vị tiền bối giảng không đồng nhất. Niệm công lão nhân nói kim đương minh cứu. Bây giờ chúng ta nên rõ ràng minh bạch để nghiên cứu sự việc này. Cái gì Thế Tôn ngũ thời thuyết pháp, quân thị tùy cơ thiết giáo, ưng bệnh dữ dược. Nghiên cứu thì phải có ý cứ. Vẫn không rời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, giáo hóa, việc giáo hóa của Ngài có thể phân làm 5 giai đoạn, gọi là ngũ thời. 5 giai đoạn này giống như ngày nay chúng ta mở trường học gì? Đầu tiên mở tiểu học, kể đến trung học, tiếp theo là đại học, rồi nghiên cứu sở. Từng lớp đưa học sinh tiến lên. Điều này gợi ý cho chúng ta rất hay. Ngày nay chúng ta muốn mở một trường học tốt thì phải dùng phương pháp này. Học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạn xem, cái đầu tiên là quan trọng nhất. Ngài vừa khai ngộ, tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Xem tánh tướng, lý sự, nhân quả trong vũ trụ, Ngài đã khai ngộ một cách rốt ráo, không hề có một chút sai lầm, và thành tựu được trí huệ viên mãn. Ngài đã thành tựu cách nào? Từ công phu thiền định, từ tu định nhập tánh định. Điểm này chúng ta chẳng thể không hiểu. Hôm nay tâm của chúng ta tán loạn. Tu định nghĩa là từ từ buông bỏ tâm tán loạn, khiến cho tâm ý thức tập trung, buông bỏ tất cả tạp niệm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ khởi tâm động niệm. Đó là tu định. Đến khi buông bỏ được khởi tâm động niệm thì tánh định sẽ hiện tiền, tự tánh bổn định. Khi tánh định đã hiện tiền thì tất cả đều thông hết. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai, tất cả hiện tiền. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Trí huệ trong tự tánh của bạn, đức năng tướng hảo hoàn toàn hiện tiền, hoàn toàn hiểu rõ. Điều này như thế nào? Giống như ngày nay chúng ta muốn mở trường học. Mở trường học thì phải làm điều gì trước? Đầu tiên là bồi dưỡng thầy giáo. Không có thầy giáo làm sao được? Cho nên bồi dưỡng thầy giáo trước. Ngày trước tôi học ở Học viện Văn hóa Đài Loan. Khi đó gọi là Học viện Văn hóa. Bây giờ phát triển thành Đại học, Đại học Văn hóa. Tôi dạy ở Học viện Văn hóa 5 năm.
dạy môn triết 3 năm và 5 vốn, dạy triết học trong kinh Phật. Tôi nhớ một tuần có 4 tiết học. Tôi đã dạy ở đó 5 năm. Học viện này do tiên sinh Trương Kỳ Quân sáng lập. Từ cách làm của thầy ấy, chúng tôi đã học được rất nhiều điều hay. Trước khi thầy ấy mở trường học, thầy đã mở lớp nghiên cứu sở. Quy mô của nghiên cứu sở nhỏ, ít người. Thầy chiêu sinh người nào? Thầy chiêu sinh sinh viên tốt nghiệp đại học. Trong đó có lớp thạc sĩ, lớp tiến sĩ. Sau khi mở được mấy năm, những sinh viên này tốt nghiệp rồi thì thầy mở học viện. Những tiến sĩ, thạc sĩ được thầy huấn luyện ra đều trở về học viện đảm nhiệm công việc như giáo sư, phó giáo sư, giảng sư. Không một người nào bỏ đi, tất cả đều ở lại làm việc. Phương pháp hay quá, thật là thông minh. Cho nên trường học của thầy ấy rất thành công, vì thầy giáo đều là học sinh cũ của mình, quan niệm, suy nghĩ, cách nhìn đều giống nhau. Tôi rất khâm phục cách làm đó của thầy ấy. Cho nên tôi suy nghĩ, nếu tương lai chúng tôi mở Phật học viện, khi mở học viện tôn giáo thì nhất định phải mở lớp nghiên cứu sở trước. Đầu tiên phải bồi dưỡng một lớp giáo sư. Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ, trong 21 ngày giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, giống như là bồi dưỡng thầy giáo vậy. Trước nên làm điều này. Sau khi giảng xong rồi, bạn xem Ngài giảng kinh A Hàm. A Hàm giảng 12 năm. 12 năm này là tiểu học của Phật giáo. Sau khi 12 năm kết thúc, kể đến giảng Phương Đẳng. Phương Đẳng giống như trung học vậy. Phương Đẳng giảng 8 năm. Kể đến giảng Bát Nhã. Bát Nhã là tinh hoa trong kinh Phật, là bộ phận quan trọng nhất. Bát Nhã là trí huệ, giảng 22 năm. Bạn nghĩ xem, Ngài giảng kinh 49 năm, trong đó Bát Nhã là 22 năm. Nên biết rằng đây là một bộ phận quan trọng nhất trong kinh Phật. Cuối cùng, giảng kinh Pháp Hoa 8 năm. Đó giống như nghiên cứu sở. Phương pháp Ngài dạy là như vậy. Cuối cùng, trước một ngày nhập viện, Ngài đã giảng kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn là gì? Là lời di chúc cuối cùng. Hy vọng đối với người đời sau, giao phó cho người đời sau. Đó là kinh Niết Bàn. Đó là thứ lớp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Ngũ thời thuyết pháp đều là tùy cơ thiết giáo, coi trình độ học tập của học sinh mà nâng cao lên. Vậy là xem bệnh cho thuốc, giống như bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Bạn bị bệnh gì thì cho bạn thuốc đó. Dưới đây nói, thông thường mà nói, theo kinh điển Đại Thừa, chúng Bồ Tát là đương cơ. Đại thừa ở đây, từ Phương Đẳng trở về sau, đều là Đại thừa. Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa đều là Đại thừa. Pháp Hoa là nhất thừa. Phải là Pháp Thân Bồ Tát đương cơ, chẳng phải là Bồ Tát bình thường đâu. Đại thừa nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là căn tánh của Đại thừa. Bồ Đề Tâm là gì? Gần đây nhất là khoảng 20-30 năm nay, đem phương pháp của người xưa dạy có sửa đổi lại đôi chút, làm cho mọi người dễ hiểu hơn. Thể của Bồ Đề Tâm tôi gọi là chân thành. Tự thọ dụng của Bồ Đề Tâm người xưa gọi là thâm tín.
Tôi thì dùng năm chữ sau của tựa đề bộ kinh này: thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là tự thọ dụng. Tha thọ dụng của Bồ Đề Tâm nghĩa là chúng ta dùng tâm nào để tiếp nhân sự thế? Chúng ta dùng tâm từ bi, giống như trong kinh luận của người xưa giảng không khác. Điều này dễ hiểu hơn trong kinh luận. Cho nên tổng cộng chúng tôi dùng 10 chữ. Trước chữ giác thêm vào một chữ chánh. Chánh giác, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nên dùng cái tâm như vậy. Đối với mình, đối với người, khởi tâm động niệm, có tương ưng với tâm này hay không? Phải luyện tập mỗi ngày. Đó chính là đại thừa. Tâm này hiện tiền thì bạn chính là căn khí Bồ Tát. Kinh điển đại thừa đối với bạn sẽ tương ưng, rất thích hợp cho bạn học tập. Cái đầu tiên là biết được. Chúng ta không thể dùng tâm hư giả, dùng tâm hư ngụy. Đối với mình, đối với người, nếu như dùng tâm hư ngụy là tiểu thừa, đó không phải là chân tâm. Ngay cả tiểu thừa cũng không được. Tâm hư ngụy là tâm lục đạo luân hồi. Đọc kinh điển đại thừa vẫn là làm việc luân hồi lục đạo. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp tùng tâm tưởng sanh, tâm của bạn là tâm luân hồi. Kinh điển đại thừa vào tay bạn cũng biến thành nghiệp luân hồi thôi. Cảnh tùy tâm chuyển. Đạo lý này cần nên hiểu. Cho nên khởi tâm động niệm rất quan trọng. Khởi tâm động niệm nhất định phải tương ưng với điều này. Đối với tất cả chúng sanh, đại từ đại bi. Đối với chính mình thì thanh tịnh bình đẳng giác. Trong hành vi trong cuộc sống hàng ngày, tiếp nhân sự thế, cần học điều gì? Cần học nhìn thấu, buông bỏ, tự tại. Tùy duyên, cuối cùng là niệm Phật. Làm sao có lý không sanh về tịnh độ được? Đầu tiên nói về nhìn thấu. Nhìn thấu điều gì? Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ. Chẳng phải bản thân chúng ta có tài hiểu rõ được. Chúng ta từ chỗ huân tập kim giáo mà hiểu rõ. Chúng ta tin tưởng kim giáo, mỗi một câu đều là lời nói chân thật của Đức Phật. Chắc chắn không lường gạt chúng ta đâu. Chúng ta nên tin tưởng Ngài. Chúng ta biết được chân tướng của vũ trụ, nên buông bỏ, không nên chấp trước. Không nên chấp trước. Chấp trước là sai lầm. Bạn chấp nhận buông bỏ, tự tại mới tùy duyên. Tùy duyên là tự tại. Không nên kiên trì giữ lấy thành kiến của mình. Người khác nói hay, chúng ta tán thán, chúng ta tùy hỷ, thế có vui không? Đầu tiên học tùy thuận chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Học trước điều này. Những gì người khác nghĩ, người khác làm, nếu không có sai lầm thì chúng ta đều tùy hỷ hết. Nếu sai lầm nghiêm trọng, bạn góp ý thì cần nên khéo léo uyển chuyển khi nói ra, để cho mọi người tham khảo, người ta có thể hoan hỷ tiếp nhận. Người hoan hỷ là người hoan hỷ khiêm hạ. Ý kiến của bạn là hay,
Nếu như thái độ tư cách của bạn ngạo mạn thì có hay chăng nữa, người ta cũng không tiếp nhận đâu. Chúng ta hy vọng sự việc tốt, mọi người đều được lợi ích, đâu cần phải lập công cho riêng mình, đâu cần nhất định phải là của mình. Điều đó không cần thiết. Bản thân bạn không biết sự khiêm hạ hay như thế nào. Thọ dụng của nó, nếu bạn thật sự làm được thì đúng là pháp hỷ sung mãn. Phu tử từng nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Bạn có thể đạt được pháp lạc. Sự cống cao ngã mạn, cho mình là hay, thì trong đó có chứa đựng phiền não, bạn sẽ mang đến đau khổ, không có niềm vui. Đó chính là bạn không có tâm bình khí hòa. Khiêm hạ miên diện, giữ được tâm bình khí hòa. Tâm dao động thì chắc chắn trong đó là tham sân si mạn. Những điều này cần nên hiểu. Tiểu thừa điển tịch, nhị thừa đương cơ. Nhị thừa là gì? Là thanh văn duyên giác. Tiểu thừa cũng rất khó được. Đối với lời dạy của Đức Phật, họ nghiêm chỉnh, y giáo phụng hành. Nhưng tâm lượng không rộng lớn, họ chú trọng việc tự thọ dụng, không chủ động đi giúp người khác. Chẳng phải họ không giúp đỡ người khác, mà chỉ giúp những người có duyên. Thế nào gọi là người có duyên? Nghĩa là người họ thích. Họ thích người đó, họ sẽ giúp đỡ. Họ không thích thì họ không lý tới. Cho nên chúng ta nói hàng tiểu thừa tâm lượng nhỏ, hàng đại thừa tâm lượng rộng lớn. Hàng đại thừa đối với kẻ thù cũng giúp đỡ, hủy nhục họ, tổn thương họ, hủy bán họ thì khỏi cần phải nói nữa, họ đều giúp đỡ hết. Còn hàng tiểu thừa đối với những người như thế, họ không giúp đâu. Bạn tôn trọng họ, họ sẽ giúp bạn. Duy thử tịnh độ, kỳ thù thắng diệu, độc tiêu nhất cách. Cổ hữu chư thuyết, hạ tiêu tam liệt. Pháp môn tịnh độ thật sự rất hy hữu, rất thù thắng, rất di diệu. Ở đây giảng về đương cơ hoàn toàn khác với tiểu thừa và đại thừa. Người xưa có nhiều cách nói khác nhau. Dưới đây đưa ra ba ví dụ. Thứ nhất, thượng bối giảng sanh, duy thị Bồ Tát. Thứ hai, bổn di phàm phu, chiêm di thánh nhân. Thứ ba, chuyên tiếp thượng căn, bàn cập trung hạ. Ba điều này cần phải nói cho kỹ. Sau khi giảng rõ rồi mới hiểu được đương cơ của tịnh tông thật sự hy hữu, thù thắng, di diệu không thể diễn tả được. Tóm lại, không tách khỏi nguyên tắc phía trước đã nói. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, đầy đủ ba điều kiện tín nguyện hành. Nói đến cùng, chỉ cần đầy đủ những điều này thì bất luận là người nào cũng là đương cơ hết. Có thể thành công được không? Chúng tôi cần bổ sung thêm rằng, bạn có thể buông bỏ dạng duyên chăng? Có đới nghiệp thì cũng không thể mang theo ta bà thế giới đi đâu. Điều này không thể. Bạn phải buông bỏ thì mới có thể đi được. Nếu bạn không buông bỏ thì bạn không đi được đâu. Đới nghiệp thật sự nói đến tuyệt đỉnh. Trước khi hơi thở của bạn chấm dứt, nghiệp đó vẫn có thể mang theo được. Hơi thở chấm dứt rồi thì nghiệp đó không thể mang theo được nữa. Niệm cuối cùng vẫn không mang theo được. Niệm trước vẫn còn nổi nóng, không sao cả. Niệm cuối cùng, chỉ cần bạn tâm bình khí hòa là đi được thôi. Bạn nghĩ xem điều này có hay không? Pháp này không có gì thù thắng và hy hữu bằng. Nhưng bạn cần nên biết rằng, đứng về lý, về sự thì quả thật là như thế, nhưng không dễ làm đâu.
Có người oán hận, chết không nhắm mắt. Thế thì đành bó tay thôi, họ không thể đi được. Có người thì chấp mắt người thân, không buông bỏ được, cũng đành bó tay. Cho nên điều này cần phải nhìn thấu. Cảnh giới thuận hay nghịch, ở trong đó mà tập luyện, đó là thật sự luyện công phu. Thuận cảnh không tham luyến, nghịch cảnh không oán hận, liên duyện duy trì được thanh tịnh bình đẳng giác, thì khi nào muốn giảng sanh cũng được. Đó thật sự đạt được đại tự tại, thật sự gọi là thành Phật. Đạt được thanh tịnh bình đẳng giác thì gọi là A-di-đà Phật. Phật A-di-đà chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Trong cuốn kinh này có nói, Đức Phật hỏi Tôn giả A-nan, ông có muốn thấy thanh tịnh bình đẳng giác chăng? Đó chính là Phật A-di-đà. Cho nên nếu chúng ta học được thanh tịnh bình đẳng giác, thì tâm của chúng ta và Phật A-di-đà tương đồng. 48 nguyện, nguyện tương đồng. 48 nguyện biến thành một nguyện phổ độ chúng sanh, giống như nguyện thứ nhất trong tứ hoàn thệ nguyện. Tai nạn giảm nhẹ, thời gian rút ngắn, cái hiệu quả này là chắc chắn có. Thái Thượng viết: Hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Cuộc đời một con người là nhân duyên quả báo. Một thế giới, vô lượng thế giới, thấy đều là như vậy. Cái đại đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Văn tự dưới đây đều là chú giải cho bốn câu này. Chúng ta xem đoạn thứ nhất: Vì thế trong trời đất có các vị thần, trong coi tội lỗi của người đời, căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Giảm thọ thì thường bị nghèo túng, hao tổn, gặp nhiều nỗi ưu tư hoạn nạn, ai nấy đều ghét bỏ, hình phạt tai họa theo đến, chẳng gặp những sự tốt lành mừng vui. Lần trước giảng đến chỗ này, thiên địa quỷ thần có rất nhiều vị. Phụ trách giám sát tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác. Cho nên tất cả thiện, tất cả ác không chỉ là ngôn ngữ tạo tác, mà khởi tâm động niệm quỷ thần cũng đều nhìn thấy. Không những nhìn thấy, và lại còn có ghi chép. Mỗi một chúng sanh đều có một bộ hồ sơ tư liệu vô cùng hoàn chỉnh. Đây không phải là gạt người, đây không phải là giả dối. Bạn xem xã hội hiện thực của chúng ta, bộ máy cơ quan nhà nước, mỗi người từ lúc ra đời đến khi chết đi đều có hồ sơ tư liệu của người đó. Vì họ quản lý những địa phương này. Những thiên thần quỷ thần này tại vì sao cũng phải lưu giữ một bộ hồ sơ hoàn chỉnh vậy? Vì khu vực của chúng ta cũng thuộc về khu quản lý của họ. Thanh Hoàng quản lý cái quyển thị này, họ có tư liệu. Tư liệu của họ còn hoàn chỉnh hơn so với tư liệu của chính phủ thế gian chúng ta. Thiên thần, khu vực này của chúng ta cũng là phạm vi mà họ cai quản. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương,
Phạm vi mà họ cai quản là cái thế giới ta bà này. Hay nói cách khác, chúng ta làm chúng sanh ở trong lục đạo, người quản lý chúng ta thì quá nhiều rồi. Chúng ta không biết. Cũng giống như xã hội trước mắt chúng ta, chúng ta ở khu vực này thì khu vực này có trưởng tổ, trưởng xóm quản lý chúng ta. Lên trên nữa có trưởng thôn quản lý chúng ta, trưởng xã, trưởng thị trấn. Lên trên nữa có trưởng huyện quản lý chúng ta. Càng lên trên nữa có tỉnh trưởng quản lý chúng ta. Lên trên nữa có trung ương quản lý chúng ta. Người quản lý chúng ta quá nhiều. Quỷ thần với thiên thần quản lý chúng ta thì cái tình hình đó còn càng phức tạp hơn, càng nhiều hơn so với cái này. Vậy thì còn cách nào chứ? Ai bảo chúng ta đọa lạc dọc trong tam giới làm chi? Ở trong tam giới, người mà họ không quản được là A-la-hán, Đức Chi Phật, Bồ-Tát, Chư Phật, Như Lai. Những người này thì họ không quản được. Tại vì sao không quản được vậy? Vì những người này vô ngã. Hay nói cách khác, có ngã thì sẽ bị họ quản, vô ngã thì họ không quản được. Cái gọi là thân ở ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Những thiên thần quỷ thần này đều tôn kính bạn. Cho nên Phật được xưng là thầy của trời người. Đạo lý là ở chỗ này. Cảm ứng thiên không thể không giảng nói tỉ mỉ. Vào thời xưa, người đọc sách, người có đi học, dường như không ai không đọc cảm ứng thiên. Nền tảng Hán học nhiều ít cũng có một chút, cho nên giảng giải sơ lược qua là đủ rồi, không cần phải nói cặn kẽ. Người hiện nay không đọc sách xưa, những bài văn ngôn văn dễ hiểu đều bị chướng ngại, không có người chỉ dạy. Những đạo lý chân tướng sự thật này hiện nay nếu nói với người ta, người ta sẽ nói đầu óc bạn có vấn đề, bạn là mê tín. Họ đâu biết là đây là chân tướng sự thật, đây là chân lý. Phật độ người có duyên. Sao gọi là có duyên vậy? Bạn chịu tin, bạn có thể lý giải được, có thể tin là thiện căn sâu vậy. Có thể lý giải cũng là thuộc về thiện căn sâu vậy. Có thể y giáo phụng hành thì phước đức của bạn sâu vậy. Chúng ta có duyên tiếp xúc được lời giáo huấn của Thánh Hiền. Đây chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Đây là nói rõ cho câu thiên địa hữu tư quá chi thần, là chuyên môn quản lý trật tự. Trong xã hội chúng ta hiện nay, thần cai quản tội lỗi là cảnh sát. Họ phải phụ trách điều tra. Y nhân sở phạm khinh trọng, đây chủ yếu là nói bạn tạo ác. Bạn phạm tội nhẹ, phạm tội nặng thì đối với sự thọ yếu phú quý của cả đời bạn sẽ có tăng giảm cộng trừ. Nếu như bạn tích thiện tích đức thì phước báo của bạn sẽ tăng thêm, thọ mạng sẽ kéo dài. Nếu như bạn tạo ác thì thọ mạng của bạn sẽ tổn giảm, phước báo của bạn cũng bị tổn giảm. Cho nên chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm đối với thọ yểu họa phước của chúng ta, ngày ngày đều có thêm bớt cộng trừ.
Nhưng mà cái biên độ thêm bớt cộng trừ này không lớn. Về đại thể vận mạng của bạn, thật sự con người phỏng theo phương pháp này vẫn có thể tính toán rất chính xác. Như trong Liễu Phàm Tứ Huấn vừa mở đầu, việc mà chúng ta nhìn thấy là tiên sinh Khổng chấm tử vi cho viên Liễu Phàm tính toán được chính xác như vậy. Tức là tuy ông mỗi ngày cũng đang tạo ác nhưng không lớn, cũng tu một chút thiện nhỏ, cho nên biên độ thêm bớt cộng trừ không lớn, cho nên tính vẫn rất chính xác. Nếu như đại thiện hay đại ác, thì vận mệnh nhất định có thay đổi. Đại thiện, tiên sinh Liễu Phàm vì sao gặp được thiền sư Dân Cốc chỉ dạy ông, ông hiểu rõ rồi, liền đoạn ác tu thiện, cho nên vận mạng của ông liền chuyển đổi, phước báo tăng thêm, không còn là cái số mà trong mạng đã được định sẵn nữa, tuổi thọ kéo dài. Khổng tiên sinh tính thọ mạng của ông là 53 tuổi, ông sống đến hơn 70 tuổi, thọ mạng kéo dài. Đây là hiệu quả của tích thiện. Nếu như tạo tác đại ác, thì phước báo của ông sẽ hưởng hết trong thời gian rất ngắn, thọ mạng cũng giảm ngắn. Chúng ta trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, các vị nhìn thấy Hitler. Hitler là của nước Đức, có phước báo lớn biết bao. Nếu như ông không phát động chiến tranh, dùng tâm thiện đối xử với hết thảy nhân dân, thì tuổi thọ của ông sẽ rất dài. Phước báo không có ai có thể sánh với ông. Vì dụng tâm bất thiện đã giết chết hơn 50 triệu người. Người bị hại có đến hơn 200 triệu người. Phước báo bỗng chốc bị tổn giảm. Trong mười mấy năm thì hưởng hết rồi. Phước báo của ông là mấy trăm năm cũng hưởng không hết, mà mười mấy năm đã hưởng sạch rồi. Thọ mạng rất dài. Mà lần chiến tranh này, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, ông đã phải chết rồi. Đây là đại thiện đại ác. Chúng ta đã nhìn thấy xã hội hiện tại trùng trùng chúng sanh chính là một cái hiện tượng quả báo hiện thực, là sự thật của quả báo bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta không nhìn ra, không nhìn ra thì gọi là ngu si, mê hoặc điên đảo. Bạn có thể nhìn ra được, bạn liền khai trí huệ, tính cảnh giác của bạn đã cao rồi, biết được cần phải có cái chủ tâm như thế nào, làm người như thế nào, đoạn hết thảy ác, tu tất cả thiện, mới thật sự đối với Phật Bồ Tát, đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thật sự năm dốc sát đất, thật sự khâm phục, mới biết được không thể không học. Dưới đây nói ra sự thật cụ thể, toán giảm, tắc bần hao. Vì sao bị giảm vậy? Tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Đây là bạn tạo ác. Phước báo ít rồi thì nghèo thôi, hao là tiêu tán. Đa phùng ưu hoạn, đây là nói chuyện mà cả đời bạn gặp phải.
gặp phải là hung tai, gặp phải là hoạn nạn. Bạn ở trong xã hội này, người ta nhìn thấy bạn đều ghét bỏ bạn, chán ghét bạn. Nhân giai ố chi, hình họa tùy chi. Bởi vì bạn tạo tác bất thiện, bạn sẽ bị pháp luật xã hội chế tài. Đây là hình phạt. Họa là những cái mà chúng ta hiện nay gọi là thiên tai nhân họa, bạn sẽ thường xuyên gặp phải. Nhưng hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy? Cái gì là thiện, cái gì là ác, không hiểu rõ ràng. Vậy thì khó rồi. Người có thể phân biệt lợi hại thiện ác trong xã hội hiện nay được xem là người thượng căn. Ở trong ngàn vạn người, thành thật mà nói, khó có được 3 đến 5 người. Tuyệt đại đa số con người không biết lợi hại, không hiểu được thiện ác. Thấy ác cho là thiện, thấy thiện cho là ác. Thấy cái lợi đích thực cho là hại, thấy hại cho là lợi. Bạn nói với họ, họ cũng không tin, họ cũng không thể tiếp nhận. Họ nói bạn nói cách nói này là lỗi thời rồi, bạn là mê tín. Loại người này thì ở trên kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là người không có thiện căn. Người không có thiện căn thì Phật Bồ Tát không thể giúp họ được. Tại vì sao không thể giúp đỡ được vậy? Là không chịu tiếp nhận. Người thật sự có thể nhận biết chân vọng tà chánh, thị phi thiện ác lợi hại, trên kinh Phật gọi là người thượng căn. Chúng ta thật sự thuộc vào loại hạ căn, chỉ cần cố gắng nỗ lực học tập cũng sẽ tăng trưởng, cũng sẽ nâng lên cao. Chúng ta từ hạ hạ căn có thể nâng lên thành hạ thượng căn, từ hạ thượng căn có thể nâng lên thành trung thượng căn. Nỗ lực tu học thì cái công phu này sẽ không uổng phí. Cứ dần dần, trong khoảng 8 năm, 10 năm, 20, 30 năm, chúng ta cũng có thể nâng lên đến thượng thượng căn. Đây chính là gặp duyên không đồng mà Thiện Đạo Đại Sư đã nói trong Quán Kinh. Chúng ta có thể thân cận thiện tri thức chân thật, có thể thân cận chư Phật Bồ Tát. Cái nhân duyên quý báu này phải nắm lấy, phải giữ thật chắc. Trong những năm tháng còn lại này, nhất định phải có thành tựu. Cái thành tựu này trước tiên hiểu rõ triệt để đạo lý và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Bạn hiểu rõ triệt để, bạn mới chân thật đoạn ác tu thiện, bạn mới thật sự biết quay đầu. Bạn không thể quay đầu là do chưa hiểu rõ. Bạn không khắc phục nổi tập khí của chính mình, bạn không lìa nổi ma chướng của chính mình. Đây là trên kinh Phật thường nói là kẻ đáng thương xót.